chưa đến 2 tỷ đồng mà sở hữu cho mình một ngôi nhà 35 mét vuông, ô tô đỗ cửa thực tế đúng như ở trên video, đường ngõ như thế này, hướng nhà là hướng đông bắc còn duy nhất một căn. Ngoài anh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà đường to, ngõ thông, ô tô đi qua được, với thiết kế của căn nhà vừa mới hoàn thiện xong hết. Với cụm dự án này thì có 11 căn, tuy nhiên thì đã bán gần như là hết, chỉ còn duy nhất một căn cuối cùng này. Theo đúng như hiện trạng là nhà xây mới, quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Đường ngõ thực tế trước nhà, trước mặt nhà là ngõ thông, ô tô đi lại thuận tiện. Vị trí thuộc Phụng Châu, Chương Mỹ, gần trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, gần khu sinh thái núi Trầm, đi lại phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Hoài Đức, quý vị đi làm ở Quốc Oai. Toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà thì được chủ nhà ốp toàn bộ gạch cho quý vị, và cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị là một lớp cửa, ngoài là sắt, bên trong là kính. Phần không gian của ngôi nhà thiết kế ra sao thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá. Tầng 1 của ngôi nhà em đang đứng ở đây là phần phòng khách. Phần hoàn thiện của ngôi nhà cơ bản xong hết 100%, sáng mua chiều về ở được luôn. Đường thông, ngõ thoáng, ô tô qua. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Đây là không gian phòng khách của ngôi nhà quý vị nhé. Và đây là phần không gian phòng bếp. Tầng 1 thì thiết kế một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà, với phần phòng bếp xung quanh rất là thoáng. Đồng thời tủ bếp thì thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp và mặt bếp thì là ốp đá granite, rất là thuận tiện. Hệ thống trần thạch cao lắp từ tầng 1 cho tới lên tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà. Gạch lát nền ở phía ngoài phần phòng khách thì lát một loại gạch khác, và phần ở trong phòng bếp thì lát một loại gạch 60-60 vân đá. Một phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 1 ở đây. Với căn nhà này thì đầy đủ điện, nước, dọn đồ về ở được, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 Phụng Châu. Đi lại giao thông thuận tiện, cách cũng khoảng một đoạn thôi là ra tới điểm xe buýt mọi người nha. Tay vịn cầu thang thì thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite. Với căn nhà này hướng nhà là hướng đông bắc, quý vị nào đang học hướng đông bắc, tài chính mà chưa đến 2 tỷ thì có thể sở hữu ngôi nhà này, có cho vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và em đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Hành lang đi vào hai phòng rất là rộng, cầu thang thiết kế ở giữa, phòng vệ sinh ở giữa, và ở phía hành lang có cửa sổ thông thoáng lấy ánh sáng vào trong, không khí vào trong. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên ở phía mặt bên trong của ngôi nhà. Phòng ngủ đầy đủ, cửa sổ ánh sáng thông thoáng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, rồi là dây chờ áp chờ điều hòa. Tất cả cửa thông phòng thì thiết kế cho quý vị là cửa gỗ. Và đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Có ban công hướng ra phía bên ngoài được. Ban công rất thoáng. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Phòng ngủ được thiết kế tương đối là thoáng mọi người ạ. Nói chung là phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng, hệ thống trần thạch cao. Phòng vệ sinh thiết kế cho hai phòng ngủ trước và sau đây. Đây là phần phòng vệ sinh, đầy đủ bồn cầu, sen tắm, kệ vắt khăn, rồi là lavabo. Đầy đủ hết cho quý vị. Căn nhà này đúng như thiệu trạng là sáng mua, chiều về ở được luôn. Cửa thông phòng thì thiết kế là cửa nhôm hẹ. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với công năng sử dụng tầng 3 thiết kế cho quý vị như sau. Một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một phòng thờ và một sân phơi. Đây. Quý vị nào mà đang có diện tích 35-37 m, không muốn thiết kế 4 đến 5 tầng mà công năng chỉ muốn thiết kế 3 tầng thôi thì có thể tham khảo mẫu nhà này. Vẫn được 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi riêng biệt. Phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3 cho quý vị. Đầy đủ công năng. Đây là phần phòng thờ. Đó, ánh sáng thông thoáng. Phần còn lại sân phơi. Đây ạ. Và xung quanh vị trí nhà thì dân cư đông đúc.
gần với khu sinh thái núi Trầm, gần với lại trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, phù hợp với những cái mà Ngọc Ánh đã chia sẻ ngay từ đầu là Chương Mỹ này, Đại Thành, Quốc Oai, Hà Đông. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.